Mọi người, này đang lên một cái con diều bạch tuộc dài 55 mét rồi nha. Con này dài khổng lồ luôn. Đang cho lên thử. Con này dài tới 55 mét luôn. Này gió rất đẹp. Đó, trên bầu trời của chúng ta nhé. Rồi, con diều đuối cũng mới về nha các bạn nha. 6x15 đang bay lơ lửng trên bầu trời đấy. 2 con 3 con 1 giây nha. Kéo con diều này 55 mét này. Tuyệt vời luôn. Tiếp tục lên một con bạch tuộc. Tiếp tục. Mặt tuộc này dài 2 mấy mét đấy. 2 mấy mét các bạn nhìn thấy con 2 mấy mét và con 55 mét rồi thì. Các bạn 55 mét nhìn khủng khiếp không? Rồi, con này đang cột dây đang neo đây. Đang trời đang nắng ạ. Ô, một cái con kia nó đang phá quá nó. Ô, chết rồi, đang quấn dây rồi. Một con phi ốt đang quấn con cá đuối 15 mét đang xuống dưới rồi. Bên xa xa là bạn nhiều sáo nhé. Rồi, đây đang dài khủng khiếp luôn. Cá đuối xoay vòng á, gỡ lại vòng. 55 mét tét lèo đầu ha. Đây là idol giáo sư Hiệp chuyên phục vụ những con diều khủng cho mọi người chiêm ngưỡng nhá. Đẹp hết đấy các bạn hả? Rồi, con diều đây, đang lên đây. Nay đang test con thử con gì 55 mét nhé. Các bạn nhìn thấy từ đây, nhìn nó chảy đất, nó khủng khiếp không? Khủng khiếp luôn.